mình chưa phải như đây. Mình là thủ khoa phương thức 3 của trường Đại học Ngoại thương năm 2022. Và trong chương trình thủ khoa tiếp xúc Gen Z do báo Thanh Niên tổ chức thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một chủ đề, đó chính là tại sao mình cứ cắm đầu giải đề nhưng mà điểm lại vẫn cứ thấp. Mọi người cùng xem với mình nha. Và điều đầu tiên mà mình muốn nhắc các bạn đó chính là nắm vững kiến thức căn bản giùm mình nha. Tại vì là những cái kiến thức này chắc chắn là nó sẽ ra thi trong đề thi trung học phổ thông quốc gia, cho nên là mình phải nắm thật vững nó. Cho nên là thay vì mình cứ giải đề một cách là vô tri vô giác, mình cứ sai đi sai lại những cái lỗi rất là dễ, rất là căn bản, thì mình hãy dừng lại chút xíu, mình sắm cho mình một cuốn tập 2-3 ngàn gì đó, xong mình sẽ nói lại những kiến thức căn bản mà mình đã để ý trong quá trình giải đề, là nó cứ ra đi ra lại hoài. Ví dụ giống như là câu bị động nè, các bài tập về thì nè, câu tường thuật với lại mình đề rút gọn chẳng hạn thôi. Ví dụ là những cái đó mình để ý là nó hay ra, nó ra hoài, ra đi ra lại hoài luôn, thì mình note lại, khi nào mình sử dụng những cái câu như vậy, cái nào cấu trúc như thế nào là đúng, mình note lại. Tại vì trong đề thi nó sẽ là những cái câu nhận biết, và khi mà mình đọc đề, mình lướt qua, mình sẽ thấy những cái câu này là mình sẽ khoa rất là nhanh luôn, tại vì mình đã nắm rất là rõ những cái kiến thức đó rồi, vì mình đã học rất là kỹ rồi. Thì lúc đó mình giải đề sẽ rất là nhanh luôn. Với lại mình muốn nói là thay vì là cái gì mình cũng ôm, thì mình nên ôm những cái nào mà trọng tâm thôi. Nghĩa là mình không phải cái gì mình cũng cứ nhét hết vô người mình, thì vậy đó cũng không thực sự là tốt. Tại vì thứ nhất là nó sẽ rất là áp lực, và mình sẽ không thể nào mà mình sẽ rất là dễ bị loạn, không thể làm nhớ được hết được. Cho nên là mình nghĩ là mình nên chú trọng đến những cái kiến thức còn trọng tâm thôi. Đặc biệt là bây giờ là bộ đã ra đề thi minh họa năm 2023 rồi, thì mình nghĩ là tụi mình nên dành một chút thời gian để ngồi và đọc lại, phân tích lại cái đề của bộ, xem coi cái cấu trúc nào được ra xuất hiện trong đề minh họa của bộ, và cái cấu trúc nó xuất hiện bao nhiêu lần. Mình phải note lại rõ hết. Ví dụ là cấu trúc bị động có xuất hiện nè, nó xuất hiện 2 lần. Cấu trúc tường thuật cũng có xuất hiện nè, nó xuất hiện 3 lần chẳng hạn. Thì lúc đó mình sẽ biết được cấu trúc nào xuất hiện nhiều hơn cấu trúc nào, và những cấu trúc nào không xuất hiện. Thì mình sẽ biết được là mình ưu tiên, mình sẽ ôm những cái cấu trúc nào trước, những cái dạng câu hỏi nào trước, để lúc đó. Tại vì là cái đề minh họa thì nó rất là gần với cái đề thi thật của bộ, cho nên là mình nghĩ là mình nên dành một chút thời gian để mình phân tích lại cái đề minh họa của bộ, để có thể nắm vững thứ nhất là cái kiến thức cơ bản, và cái thứ hai đó chính là biết được những cái câu nào có khả năng ra thi cao, để mình có thể chú trọng ôm vào nó, thay vì là mình ôm đồm hết vô, mình ôm thì thật sự nó sẽ không có hiệu quả nha. Và điều thứ hai mà mình muốn nhắn với mọi người đó chính là chất lượng hơn số lượng. Thì thay vì mình cứ giải đề mãi thôi, và mình giải xong đề này mình dục đó, mình giải đề khác, và mình không quan tâm những cái đề nhiều rồi mình đã sai những gì, thì bây giờ mình hãy sắm cho mình một cuốn tập, và trong cuốn tập đó sẽ nốt lại những cái lỗi sai, những cái cách sửa sai của cái lỗi mà mình đã vấp mắc phải trong cái đề trước, để sau này mình còn có cái để mình review lại, mình còn có cái để mình tổng hợp kiến thức. Thì ngày trước là mình sẽ chia làm 3 cột. Cột thứ nhất đó chính là cột lỗi sai, cột thứ hai đó chính là cột cách sửa lỗi sai đó, và cột thứ ba đó chính là cột lý do tại sao lại sai cái lỗi sai như vậy. Thì mình nghĩ là 2 cột đầu tiên nó cũng dễ rồi đúng không? Thì mình sai lỗi nào thì mình nói nó ra và mình sửa lại cái đó, và mình nói là cái kiến thức mà cần thiết ở trong cái ô là sửa lỗi sai. Còn cái ô thứ ba thì ngày trước là mình có làm một cái cách, đó chính là mình dùng cái bút highlight để mình phân loại ra những cái lý do tại sao mình sai. Ví dụ như là mình sẽ dùng bút highlight màu đỏ cho cái lý do là mình sai do mình thiếu kiến thức ở phần đó, và mình sẽ dùng bút highlight màu xanh dương cho cái ô là mình sai do mình nhầm lẫn giữa kiến thức này và kiến thức khác. Rồi mình sẽ dùng bút highlight màu xanh lá chuối, mình sẽ nói lại là mình sai do mình ẩu. Thì lúc như vậy, thì lúc mà mình lật đặt ra, mình review lại, mình sẽ thấy cái màu nào nó chiếm đa số, và mình sẽ kiểu để ý hơn những cái lỗi như vậy. Mình sẽ ví dụ như là mình thấy cái màu xanh dưới chiếm đa số, có nghĩa là mình hay bị nhầm lẫn những cái kiến thức, thì mình sẽ review lại những cái kiến thức mà mình rất là thường hay nhầm lẫn, để mình có thể phân biệt được lại, mình không mắc phải những cái lỗi đó phía sau này nữa.
hoặc là mình lật ra thì mình lại thấy màu xanh chúa là chiếm đa số, thế là cái lỗi sai do ảo, thì mình lại biết là mình phải bình tĩnh lại, mình phải calm down lại, mình không được làm quá nhanh như vậy, mình phải note lại, mình phải đề gạch đề lại, nhớ nha, phải gạch kỹ đề, phải gạch kỹ xong coi là đề nó có gà mình cái gì hay không, những cái chi tiết quan trọng trong đề gạch lại, mình làm lại một cách cẩn thận hơn, từ từ chậm rãi hơn để mình không bao giờ mắc phải những cái lỗi sai do ảo đó nữa. Điều cuối cùng đó chính là mình phải giải đề với một cái tâm thế như là mình đang đi thi thật. Vì như các bạn cũng biết là cái cảm giác lúc mà mình bước vô phòng thi, đặc biệt là một cái phòng thi như là phòng thi trung học phổ thông quốc gia nữa, thì cảm giác rất là áp lực về thời gian, áp lực về tâm lý. Tại vì mình cảm giác là 12 năm đầy sách mình đang gánh trên vai đó rất là nặng. Mình không thể nào mà mình thoải mái như là lúc mình giải đề như ở nhà được. Cho nên là để mình có thể quen được với cái áp lực thời gian, áp lực phòng thi như vậy, thì cái trong cái lúc mà mình giải đề ở nhà, thì thứ nhất là mình lưu ý là thay vì mình bấm 60 phút cho thời gian mình giải đề, thì mình bấm chừng 45 phút hay là 30 phút thôi. Mình phải làm nhanh lên, mình phải quen với cái áp lực, mình quen với cái thời gian, thì mình phải tự áp tạo lực cho bản thân để cho cái lúc mà mình bước vào phòng thi thật á, thì mình không bị lót sạch, mình không bị quá hụt hẫng, không bị quá áp lực đến mức mà ảnh hưởng đến cái sức làm bài thi của mình. Và cái điều thứ hai đó chính là mình nghĩ là trong cái lúc mà thi á, trong cái lúc mà mình giải đề thi thử á, thì cái lúc mà mình gặp một câu khó thì mình tránh, mình đang làm bài xong mình gặp câu khó thì mình tránh, mình lật từ điển ra, mình tránh, mình bật điện thoại ra, mình search. Tại vì cái việc mà làm lật từ điển ra như vậy thì thứ nhất là mình sẽ mình sẽ tạo cho mình một cái sự gọi là rất là phụ thuộc ý lại. Tại vì mình gặp câu khó mình không động não, mình suy nghĩ, mình lại lật từ điển ra liền như vậy thì nó rất là ý lại. Cái thứ hai là tại vì là kiểu nó dễ dàng quá, mình lật ra thì mình biết kết quả của cái từ đó, mình sẽ rất là dễ khoanh cái câu đó, thì nó lại dễ dàng quá cho nên mình sẽ rất là thường hay nhanh quên. Cho nên là mình phải, lúc mà gặp câu khó mình phải suy nghĩ trước á. Thì cái lúc mà trong cái thời gian mình suy nghĩ lâu như vậy thì cái lúc mà mình khoanh đáp án, dù đúng hay là dù sai, thì thật sự là cái câu đó sẽ in rất là sâu trong cái trí nhớ của mình. Tại vì là mình đã suy nghĩ rất là lâu, suy nghĩ rất là kỹ, cho nên là mình sẽ nhớ được những cái kiến thức đó lâu hơn thay vì cái việc là mình gặp câu khó mình lại lật từ điển ra liền nha. Rồi, và đó chính là những cái lý do mà mình nghĩ đã dẫn đến cái việc tại sao mình giải rất là nhiều đề mà lại không mang lại cho mình những cái kết quả khả quan trong quá trình ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Và nếu như mà mọi người muốn hỏi nguồn đề của mình trong quá trình mình ôn luyện thì mình xin recommend là ngày trước là mình hay tải đề ở trên fanpage của cô Vũ Mai Phương xuống. Thì ở trên fanpage của cô là có rất là nhiều đề từ rất là nhiều trường, rất là nhiều năm trước, và có cả lề minh họa của bộ từ những cái năm về trước nữa. Và cô cũng thường hay livestream để sửa những cái đề như vậy. Và mình nghĩ là mọi người có thể trên đó để tham khảo và tải đề xuống để mình có thể luyện đề thường xuyên hơn. Dạ. Và bây giờ là hết rồi đó. Cho nên là bye bye mọi người. Hẹn mọi người các video sau nha. Chúng tôi hiểu thí sinh Gen Z đang gặp khó ở đâu, lăn tăn điều gì. Hãy dõi theo series video Thủ khoa tiếp sinh Gen Z trên báo Thanh Niên, và các thủ khoa sẽ gỡ rối cho các bạn. Trong series video này, 10 thủ khoa của các trường đại học sẽ đồng hành cùng thí sinh. Họ chia sẻ tất cả các thủ thuật, mẹo và bí quyết đã giúp họ chiến thắng được kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chương trình do báo Thanh Niên thực hiện với nỗ lực nối lại những điểm giao tương đồng của suy nghĩ, trăn trở, khát vọng và ước mơ của các thế hệ thí sinh. Hãy dõi theo thủ khoa tiếp sức Gen Z để có thêm hành trang trước bước ngoặt của tuổi trẻ. Thank you.